Xin chào tất cả các bác nha, lại là em Ngọc, chuyên cung cấp các loại cây giống lâm nghiệp, cây giống dược liệu và các loại cây giống công trình cảnh quan đây. Thì ngày hôm nay em Ngọc đang đi bốc cái cây giống công trình cảnh quan, đó chính là cái cây bàng Đài Loan, để gửi cho một bác khách, bác ở Chí Linh, Hải Dương nhá. Đấy, bác khách này thì bác đang thì có cái dự án trồng cái cây bàng Đài Loan này, để sau này bác sẽ cung cấp cho các công trình và các dự án. Nên là bác lấy của bên em Ngọc là bao gồm 6.000 cây cây bàng Đài Loan, cao từ 40 cho đến 60 cm, như trong video này. Đấy là cây bàng Đài Loan mà vườn của em Ngọc đã làm và ươm cũng như là chăm sóc, cây nó rất là đẹp rồi nhé các bác nhé. Hôm nay thì bên em đang thì bốc lên xe để chuẩn bị là chở đến tận nơi cho bác khách nhé. Đấy, đối với số lượng khoảng tầm vài nghìn này thì bên em sẽ sử dụng là xe bán tải để chở đến tận nhà cho khách hàng. Còn đối với số lượng mà lớn đầu vạn thì bên em sẽ phải có xe to hơn để làm sao mà có thể chở hết được. Đấy, để phục vụ tốt nhất cho các bác đến tận nơi và đảm bảo cho cái cây giống nó không bị hỏng và không bị gãy gập. Đấy. Cây bàng Đài Loan thì từ xưa đến nay nó là một trong những cây điển hình và tiêu biểu được các dự án rồi các khu đô thị cảnh quan họ đang rất là thích trồng cái cây bàng Đài Loan này. Như các bác mà hay đi đường thì các bác sẽ thấy hai bên dọc đường và ở giữa giải phân cách người ta có trồng những cái cây bàng Đài Loan, để thứ nhất là tạo cho cái thẩm mỹ của các cung đường tuyến phố trở nên là đẹp hơn và xanh mát hơn. Thứ hai nữa là cây bàng Đài Loan là một trong những cái cây rất là đẹp, nó có tán cây đẹp này, cây thì phát triển thẳng và sinh cành sinh tán theo từng tầng, nó tạo cho cái hệ sinh thái cũng như là hệ thẩm mỹ của các cung đường trở nên là tươi đẹp hơn và quy củ hơn. Thứ ba nữa là trồng cái bàng Đài Loan này bạn có rất là nhiều các ưu điểm. Bàng Đài Loan thì có thân thẳng tán đẹp và đặc biệt là cây chịu được cái thời tiết khắc nghiệt như là mưa bão. Đấy, đến mùa mưa bão thì cái cây bàng Đài Loan này tỷ lệ bị gãy đổ rất là ít các bác nhé. Nó không như một số các dòng cây khác, bàng Đài Loan cành của nó rất là dẻo và rất là khó gãy, nên khi gặp gió bão thì cái cây này nó sẽ chịu được. Đấy, nó không bị gãy và nó không ảnh hưởng đến giao thông. Đấy, nên là được rất là nhiều nơi và các dự án trồng cây của đô thị và của nhà nước họ rất là thích trồng cái cây bàng Đài Loan này. Đấy. Tiếp theo là cây bàng Đài Loan rất là dễ sống này, dễ chăm sóc và dễ thích nghi hầu như là ở mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Đấy, cho đến các thổ nhưỡng thì cây bàng Đài Loan này đều có thể sinh trưởng và phát triển tốt, ít chi phí về chăm sóc và chi phí phân bón mà cây vẫn phát triển đều và phát triển được tốt, nên là được nhiều người lựa chọn trồng. Đấy, nếu các bác mà đang có nhu cầu muốn mua cây bàng Đài Loan của bên em Ngọc á, thì các bác có thể liên hệ trực tiếp cho em Ngọc qua hotline là 0798 414 414 nhé. Bên em Ngọc thì chuyên cung cấp các loại cây lâm nghiệp, cây dược liệu, cây công trình, cây dự án, cây bóng mát. Đấy, các bác cần cây gì, số lượng bao nhiêu, kích thước như thế nào thì có thể alo trực tiếp cho em Ngọc nhé. Em Ngọc sẽ tư vấn thêm và cũng như báo giá cụ thể hơn để cho các bác nắm bắt được nhé. Nếu các bác mà thấy video của em Ngọc hay thì các bác cho em Ngọc xin một lượt đăng ký kênh cũng như là lượt like video để em Ngọc có thêm động lực để sản xuất ra những video và chia sẻ cho các bác, cho bà con những cái cây giống tốt, cây giống chất lượng để bà con có thể mua được nhé. Còn bây giờ thì em Ngọc xin chào và hẹn gặp lại bà con những video tiếp theo.